Thế với các bố là nhiều khi tủi thân vai. Đã cao có hơn 1m6 một tí tẹo rồi, lại còn thêm combo là cổ tay với cổ chân bé tí tẹo tèo teo. Mẹ kiếp. Nhân cái dịp mà có một quả quần short của Dagger ở đây, tôi sẽ thử phối xem là chân bé với ngắn như tôi thì phối kiểu gì nhá. Chắc chắn là phải nhờ đến anh Pinterest rồi. Ây da. Đẹp nhá. À, hóa ra là như thế. Phối thử nhá. Rồi, đây là quả quần short của Dagger này. Đẹp vãi. Em này là quần short trên gối, khi mặc vào thì khiến các ông sẽ trở nên trông cao hơn một chút xíu đấy. Tôi còn có một đôi dép bánh mì mới tinh, màu trắng, đế lại còn cao hơn 2 phân nữa. Chuẩn bài. Để che đi cái khuyết điểm mà cổ chân nhỏ ấy, thì các ông sẽ đi thêm một đôi tất trắng cao cổ như thế này. Để đồng bộ thì tôi sẽ chọn thêm em sweater Dagger Zip. Em này là chất nỉ chân cua nha các ông. Em này thì có thể mặc theo hai kiểu. Một là kéo lên như thế này. Hai là các ông có thể bẻ cổ áo ra như một chiếc sweater polo, lộ cả vòng nhá. Thêm cái túi. Và nếu đi ra ngoài thì các ông có thể thay đôi này bằng một đôi Nike Air One. Và với combo này thì các ông đã che được khuyết điểm về cổ tay nhỏ này, cổ chân nhỏ. Hoặc là các ông cũng có thể phối như thế này. Huynh Anh review, mét 6, mặc gì?